Xin chào mọi người nhé. Chúng ta đang đến với hiện Toyota và trước mặt chúng ta đang là một chiếc Fortuner, chiếc máy dầu 2019. Chiếc này đặc biệt là đời 2019 nhưng vẫn còn là xe nhập nguyên chiếc từ Indo. Máy dầu số tự động, dòng xe đang rất hot trên thị trường hôm nay. Đây, chúng ta quay hình dáng tổng thể bên ngoài để quý vị chiêm ngưỡng trước nha. Xe thì hầu như nước sơn zin còn tới hơn 90%. Không có tì vết nhiều. Chất lượng của xe này thì đang còn là khoảng 90%. Xe mới chạy được khoảng 45 đến 50 ngàn km. Nên là chất lượng xe thì quý vị hoàn toàn yên tâm. Ở hiện Toyota có một phương châm là tất cả các xe đều có bảo đảm về không cấn đụng, không ngập nước, không va chạm. Vì thế nên là quý vị hoàn toàn yên tâm. Và chúng ta chỉ có việc chiêm ngưỡng cái xe từ hình dáng bên ngoài nè. Vâng, đây. Thị trường về cái thông số kỹ thuật xe thì tất cả quý vị không xa lạ gì với Fortuner. Và chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy thông tin ở trên mạng Google. Vì thế chúng ta không mất nhiều thời gian đi vào chi tiết kỹ thuật. Ở đây tôi chỉ muốn đưa đến các bạn những hình ảnh chi tiết nhất của xe. Như giá cả đời xe và chất lượng xe như thế nào và những cam kết của người bán như thế nào. Và vừa rồi chúng ta đi tổng thể bên ngoài và bây giờ chúng ta xem là cái máy của cái xe khoảng 40 đến 50 ngàn km thì máy nó như thế nào, đúng chất xe nó như thế nào. Thì xe này thì mới lấy về nên là cũng chưa dọn rửa gì và nguyên chất rất là mộc mạc. Thì Toyota bán xe có đảm bảo thì quý vị không lo lắm về cái vấn đề là có đúng km hay không. Hoàn toàn xe đúng km và cái chất máy phù hợp với cái km mà quý vị vừa nghe. Tất cả máy móc còn zin. Xe còn origin. Đi coi xe thì mọi người rất là quan trọng ở cái phần trước. Tại vì cái phần trước cái xe mà còn nguyên vẹn hay không là chúng ta nhìn cái cabo này cũng có thể biết được này. Và đây, hệ thống đèn còn mới nguyên. Máy móc còn mới nguyên xi. Xe đảm bảo không có tì vết gì cả, còn mới. Và nói chung là hiện Toyota bảo hành bảo đảm cho quý vị nhé. Và chúng ta coi nội thất nó như thế nào. Đây, audio của xe zin đó đây. 50.000 km. Xe này giá hôm nay nó tầm ở khoảng 945 triệu. Là một chiếc xe nhập nguyên chiếc, máy dầu số tự động. Là một sản phẩm đang rất được các quý vị săn lùng ở trên thị trường hôm nay. Thì xe này thì về nói về tiết kiệm nhiên liệu thì siêu rồi. Toyota Fortuner máy dầu là dòng xe tiết kiệm nhiên liệu nhất trên thị trường hiện nay. Và rất được mọi người ưa thích. À, số tự động nha quý vị. Ta coi nội thất bên sau này. Thì thời gian của quý vị không có nhiều và chúng ta còn phải coi nhiều clip khác nữa, cho nên là mình chỉ quay những cái chi tiết cơ bản nhất của một chiếc xe. Còn nếu quý vị muốn chi tiết thêm thì đội ngũ nhân viên của mình sẽ chụp hình chi tiết cho các bạn, gửi bằng Zalo, ở dưới có số Zalo cũng như là số điện thoại. Quý vị cứ liên hệ với các bạn và các bạn sẽ chụp hình chi tiết hơn, hoặc là bạn nào muốn quay chi tiết hơn thì chúng tôi sẽ quay chi tiết cho các bạn. Và chúng ta tóm lại, nhắc lại một xíu là xe này là sản xuất 2019, máy dầu số tự động, xe nhập, giá nó 945 triệu, có trả góp qua ngân hàng. Thì Toyota cam kết xe không ngập nước, không cấn đụng, máy móc nguyên zin. Và ở đây cửa hàng còn rất là nhiều xe khác nè. Chúng ta thấy có nhiều xe Fortuner này, Innova này. Cho nên quý vị nên đăng ký kênh và bấm subscribe để các clip tiếp theo
chúng ta sẽ nhận được thông tin một cách nhanh nhất. Cửa hàng đây là chi nhánh Phạm Hùng, C3-21H Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh. Và rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị nhé. Xin cảm ơn.